Mến chào các bạn học sinh, hôm nay trong chương trình Ngữ văn 8 học kỳ 2, cô trò chúng ta sẽ cùng đến với một văn bản tiếp theo thuộc chủ đề các tác phẩm nghị luận trung đại. Nếu tiết học trước, trong chủ đề này chúng ta đã được tìm hiểu văn bản Chứ Rời Đô của Lý Công Uẩn, thì tiết học ngày hôm nay cô mời các bạn đến với một văn bản được viết bởi một danh tướng kiệt xuất của dân tộc và được xem là một trong những án văn chính luận xuất sắc nhất của nước ta. Đó chính là văn bản Hịch Tướng Sĩ của tác giả Trần Quốc Tuấn. Và để hiểu rõ hơn về văn bản này, cô mời các bạn bắt đầu vào tiết học ngày hôm nay. Trong bài học ngày hôm nay, cô trò chúng ta cần phải đạt được những mục tiêu bài học sau đây về mặt kiến thức và kỹ năng. Về mặt kiến thức, chúng ta cần phải nắm được những đặc điểm cơ bản của thể hịch, hiểu được hoàn cảnh lịch sử liên quan đến sự ra đời của bài Hịch Tướng Sĩ, cảm nhận được tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược của quân dân thời Trần và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với vận mệnh đất nước, dân tộc. Về mặt kỹ năng, chúng ta hình thành kỹ năng đọc hiểu một văn bản viết theo thể hịch, nhận biết không khí thời đại sôi sục của thời Trần ở thời điểm dân tộc ta chuẩn bị vào cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên xâm lược lần thứ hai, phân tích nghệ thuật lập luận, cách dùng các điển tích, điển cố trong văn bản nghị luận. Để đạt được những mục tiêu bài học vừa đề ra, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi qua các hoạt động cơ bản sau đây. Hoạt động 1, chúng ta tìm hiểu về tác giả tác phẩm. Hoạt động 2, chúng ta phân tích tác phẩm. Và hoạt động 3, đó là hoạt động tổng kết. Trước khi đi tìm hiểu chi tiết văn bản Hịch Tướng Sĩ, cô mời các bạn cùng với cô đi tìm hiểu đôi nét về tác giả và tác phẩm này thông qua phần một La Mã tìm hiểu chung, một nhỏ, tác giả. Dựa vào chú thích sách giáo khoa, chúng ta có thể lưu ý một số nét cơ bản về tác giả Trần Quốc Tuấn như sau. Trần Quốc Tuấn sinh năm 1231, mất năm 1300. Ông là danh tướng kiệt xuất đời Trần, có phẩm chất cao đẹp, văn võ song toàn, là người có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ 2 năm 1285 và lần thứ 3 năm 1288. Ông được nhân dân tôn là Đức Thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi. Trần Quốc Tuấn còn có tên gọi khác là Trần Hưng Đạo. Phần lớn các tài liệu nghiên cứu lịch sử và cả dân gian thời sau thường gọi tên gọi vắn tắt là Trần Hưng Đạo, thay cho cách gọi đầy đủ là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vốn bao gồm tước hiệu được vua Trần sắc phong cho ông. Sau đây cô mời các bạn cùng với cô xem một số hình ảnh về các tượng đài được xây dựng ở khắp nơi trên đất nước ta nhằm tưởng nhớ đến công ơn của Đức Thánh Trần. Cô trò chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu một vài nét về tác giả Trần Quốc Tuấn. Sau đây cô mời các bạn cùng với cô tìm hiểu một vài nét về tác phẩm Hịch Tướng Sĩ. Phía trên màn hình của các bạn đó là hình ảnh của văn bản Hịch Tướng Sĩ, nguyên văn chữ Hán. Và văn bản này có tên chữ Hán là Dụ Chư Tỳ Tướng Hịch Văn, được viết vào trước cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ hai. Một số tài liệu cho rằng tác phẩm này được hoàn thành vào tháng 9 năm 1284. Về thể loại của văn bản Hịch Tướng Sĩ thì các bạn cũng biết đó là thể loại hịch. Các bạn chú ý dùng cô các phương diện cơ bản của thể loại hịch về. Thứ nhất đó là người dùng, là vua, chúa hoặc tướng lĩnh của một phong trào, mục đích để cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài. Hình thức nó có kết cấu chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, dẫn chứng thuyết phục và thường được viết theo thể văn biền ngẫu. Và đây được coi là thể văn nghị luận thời xưa. Về bố cục của văn bản này, cô định hướng chúng ta sẽ chia thành 4 phần. Phần thứ nhất là từ đầu cho đến còn lưu tiếng tốt, nhằm nêu cao gương của các trung thần nghĩa sĩ. Phần thứ hai, từ huống chi cho đến cũng vui lòng, để nhằm lột tả sự ngang ngược và tội ác của kẻ thù, đồng thời nói lên lòng căm thù giặc sâu sắc của tác giả. Phần ba là từ các ngươi đến không muốn vui vẻ phỏng có được không.
phân tích phải trái, làm rõ đúng sai, và phần cuối cùng, phần 4 là phần còn lại nhằm kêu gọi tướng lĩnh học binh thư yếu lược. Dựa vào chú thích sách giáo khoa về thể loại hịch cũng như cái bố cục lúc nãy cô và các bạn đã định hướng chia thì chúng ta có thể làm ra một bản so sánh về kết cấu giữa văn bản hịch tướng sĩ và kết cấu chung của thể loại hịch. Thể loại hịch thì gồm có 4 phần: phần 1 nêu vấn đề, phần 2 nêu truyền thống vẻ vang trong sử sách để gây lòng tin, phần 3 nhận định tình hình, phân tích đánh giá phải trái để gây lòng căm thù giặc, phần 4 kết thúc vấn đề, nêu chủ trương cụ thể, kêu gọi đấu tranh. Sơ đồ kết cấu của văn bản hịch tướng sĩ, lúc nãy chúng ta có 4 phần, 4 luận điểm chính. Luận điểm 1, nêu những gương trung thần, nghĩa sĩ trong sử sách. Luận điểm 2, lột tả sự ngang ngược và tội ác của kẻ thù, đồng thời nói lên lòng căm thù giặc. Luận điểm 3, phân tích phải trái, làm rõ đúng sai. Luận điểm 4, kêu gọi tướng sĩ học binh thư yếu lược. Vậy thì các bạn để ý dùng cô ở đây, chúng ta thấy rằng Trần Quốc Tuấn đã có sự sáng tạo linh hoạt, bởi vì các bạn thấy so với kết cấu chung của thể loại hịch thì văn bản hịch tướng sĩ của chúng ta không có phần 1 nêu vấn đề, bởi vì vấn đề đã nêu và giải quyết trong toàn bộ bài hịch. Vậy nên kết cấu của văn bản hịch tướng sĩ vừa bố cục chặt chẽ mạch lạc lại có phần sáng tạo riêng của Trần Quốc Tuấn. Để hiểu hơn về văn bản, cô mời các bạn cùng với cô đi qua phần đọc văn bản. Khi đọc văn bản này, các bạn chú ý dùm cô giọng điệu văn bản cần phải hùng hồn và tha thiết. Tuy nhiên, cũng có nhiều lúc giọng điệu cần phải thay đổi linh hoạt cho phù hợp với từng đoạn. Chẳng hạn, đoạn nêu gương sử sách đọc với giọng thuyết giảng, đoạn tình hình thực tế và nỗi lòng tác giả đọc với giọng trữ tình, tự bạch, chậm rãi, đoạn phê phán phân tích thiệt hơn, đọc giọng mỉa mai, chế giễu, kích động. Đoạn cuối đọc với giọng dứt khoát, đanh thép. Câu cuối bài hịch lại đọc với giọng chậm, tâm tình. Sau đây, cô trò chúng ta sẽ cùng với nhau nghe một đoạn đọc văn bản để tái hiện và hình dung cái khí thế trong bài hịch tướng sĩ. Tướng sĩ, ta thường nghe chuyện Kỷ Tín liều thân chịu chết thay cho vua Cao Đế, Do Vu lấy mình đỡ ngọn giáo cho vua Chiêu Vương, Dư Nhượng nuốt than để báo thù cho chủ, Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước, Kính Đức là một chức quan còn nhỏ mà liều thân cứu vua Thái Tông được thoát vòng vây. Kiều Khanh là một bề tôi ở xa mà kể tội mắng thằng Lộc Sơn là quân nghịch tặc. Các bậc trung thần nghĩa sĩ ngày xưa bỏ mình vì nước đời nào không có. Giả sử mấy người ấy cũng cứ bo bo theo lối thường tình, chết già ở xó nhà thì sao cho lưu danh sử sách đến nghìn muôn đời như thế được. Nay các ngươi vốn dòng vũ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện cổ tích ấy nửa tin nửa ngờ, ta không nói làm gì nữa. Ta hãy đem chuyện đời Tống Nguyên mới rồi mà nói. Vương Công Kiên là người thế nào? Tỳ tướng của Vương Công Kiên là Nguyễn Văn Lập lại là người thế nào mà giữ một thành điếu ngư nhỏ mọn chống với quân Mông Kha kể hàng trăm vạn, khiến cho dân sự nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu? Đường Ngột Ngại là người như thế nào? Tỳ tướng của Đường Ngột Ngại là Xích Tu Tư lại là người thế nào mà xông vào chỗ Lam Chướng xa xôi đánh được quân Nam Chiếu trong vài ba tuần, khiến cho quân Chướng đời Nguyên đến nay còn lưu tiếng tốt?
Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ở đời nhiễu nhương, gặp phải buổi gian nan này, trông thấy những ngụy sứ đi lại rầm rập ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tổ phụ, lại cậy thế hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa, ỷ thế Vân Nam Vương để vét bạc vàng, của kho có hạn, lòng tham khôn cùng, khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, giữ sao cho khỏi tai vạ về sau. Ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa được xả thịt lột da của quân giặc, dấu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong da ngựa thì cũng đành lòng. Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền cũng đã lâu ngày, không có áo thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho ăn, quan còn nhỏ thì ta thăng thưởng, lương có ít thì ta tăng cấp, đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa, lúc hoạn nạn thì cùng nhau sống chết, lúc nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. Những cách cư xử so với Vương Công Kiên, Đường Ngột Ngại ngày xưa cũng chẳng kém gì. Này các ngươi, trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc sĩ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ mà không biết căm, hoặc lấy việc trọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, hoặc vui thú về vườn ruộng, hoặc quyến luyến về vợ con, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước, hoặc ham về săn bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc đến, thì cựa gà trống sao cho đâm thủng được áo giáp, mẹo cờ bạc sao cho dùng nổi được quân mưu. Dẫu rằng ruộng lắm, vườn nhiều, thân ấy nghìn vàng khôn chuộc, và lại vợ bìu con díu, nước này chăm sự nghĩ sao, tiền của đâu mà mua cho được đầu giặc, chó săn ấy thì địch sao nổi quân thù. Chén rượu ngon không làm được cho giặc say chết, tiếng hát hay không làm được cho giặc điếc tai. Khi bấy giờ chẳng những là thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc của các ngươi cũng hết. Chẳng những là gia quyến ta bị đuổi, mà vợ con của các ngươi cũng nguy. Chẳng những là ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về sau tiếng xấu hãy còn mãi mãi, mà gia thanh của các ngươi cũng chẳng khỏi mang tiếng nhục. Đến lúc bấy giờ các ngươi dẫu muốn vui vẻ, phòng có được hay không? Nay ta bảo thật các ngươi, nên cẩn thận như nơi củi lửa, nên giữ gìn như kẻ núp canh, dạy bảo quân sĩ luyện tập cung tên, khiến cho người nào cũng có sức khỏe như Bàng Mông và Hậu Nghệ, thì mới có thể dẹp tan được quân giặc mà lập nên được công danh. Chẳng những là thái ấp ta được vững bền, mà các ngươi cũng đều được hưởng bổng lộc. Chẳng những là gia quyến của ta được yên ổn, mà các ngươi cũng đều được vui với vợ con. Chẳng những là tiên nhân ta được vẻ vang, mà các ngươi cũng được phụng thờ tổ phụ trăm năm vinh hiển. Chẳng những là một mình ta được sung sướng, mà các ngươi cũng được lưu truyền sử sách nghìn đời thơm tho. Đến bấy giờ các ngươi giàu không vui vẻ,
cũng tự khắc được vui vẻ. Nay ta soạn hết các binh pháp của các nhà danh gia hợp lại làm một quyển gọi là Binh Thư Yếu Lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời dạy bảo thì mới phải đạo thân cử. Nhược bằng khinh bỏ sách này trái lời dạy bảo thì tức là kẻ nghịch thủ. Bởi cớ sao? Bởi giặc Nguyên cùng ta là kẻ thù không đội trời chung. Thế mà các ngươi cứ điềm nhiên không nghĩ đến việc báo thù, lại không biết dạy quân sĩ, khác nào như quay ngọn giáo mà đi theo kẻ thù, giơ tay không mà chịu thua quân giặc, khiến cho sau trận Bình Lỗ mà ta phải chịu tiếng xấu muôn đời, thì còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa. Vậy nên ta phải làm ra bài hịch này để cho các ngươi biết bụng ta. Để hiểu hơn về bài hịch tướng sĩ, cô mời các bạn cùng với cô đi qua phần 2 La Mã đọc hiểu văn bản. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu văn bản theo bố cục 4 phần lúc nãy chúng ta đã cùng nhau chia. Phần 1 nêu gương trung thần nghĩa sĩ trong lịch sử. Dựa vào chú thích sách giáo khoa, chúng ta có thể thấy rằng những nhân vật được nêu gương có địa vị xã hội khác nhau. Có người làm tướng như Kỷ Tín, Sa Vu, Vương Công Kiên, Cốt Đãi Ngột Lang, Xích Tú Tư. Có người làm thần như Dự Nhượng, Kính Đức. Có người làm quan nhỏ như Thân Khoái. Hàng loạt các gương nghĩa sĩ trong lịch sử được giới thiệu từ xưa tới nay, từ xa tới gần, kết hợp với lại cách nói linh hoạt, kiểu câu đa dạng, trần thuật, cảm thán, nghi vấn. Các gương sáng đã được hiện ra để mọi người noi theo. Các nhân vật này có thể có địa vị xã hội cao thấp khác nhau, thuộc các thời đại khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là sẵn sàng chết vì vua, vì chủ tướng, không sợ nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đó đã khích lệ được tinh thần vì nước, vì vua, quên thân của tướng sĩ. Sau khi nêu gương sử sách để khích lệ lòng trung quân ái quốc, ý chí lập công danh, hy sinh vì nước, tác giả đã quay về với thực tại tội ác và sự ngang ngược của kẻ thù, từ đó nói lên nỗi lòng của mình. A nhỏ, tội ác của giặc. Tội ác của giặc đã được tác giả lột tả thông qua những hành động cùng với cách diễn đạt sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ. Giặc tham lam, tàn bạo, đòi ngọc lụa, tết kiệt của kho có hạn, ngang ngược, đi lại nghênh ngang, bắt nạt tể phụ. Sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như lưỡi cú diều, thân dê chó để chỉ sứ nguyên kết hợp với phép tô từ liệt kê, cùng với lời văn gợi hình, gợi cảm, đã vạch trần được bộ mặt xấu xa của kẻ thù, từ đó khích lệ lòng căm thù giặc và nỗi nhục mất nước. Trước thái độ hống hách của kẻ thù, tác giả Trần Quốc Tuấn đã bộc lộ trực tiếp tình cảm, cảm xúc căm thù giặc của mình. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm bỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nhìn thấy ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm. Có thể nói, dường như bao nỗi lòng của tác giả, bao tâm huyết bút lực của Trần Quốc Tuấn đã dồn vào cả đoạn văn mà chúng ta vừa được lắng nghe. Chỉ vài câu văn chính luận mà đã khắc họa rõ nét hình ảnh của người anh hùng yêu nước. Với hành động quên ăn, mất ngủ, sẵn sàng hy sinh, xả thân, nốt gan, uống máu quân thù. Với thái độ uất ức, căm tức, đau đớn. Hàng loạt các biểu cảm trực tiếp kết hợp với việc sử dụng thành ngữ,
kết hợp biện pháp tu từ nói quá, so sánh, đã bày tỏ tấm lòng lo lắng, đau xót cho đất nước, căm tức kẻ thù, sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Từ đó, khắc họa hình tượng người anh hùng yêu nước có tác dụng động viên quân sĩ một cách to lớn. Cô trò chúng ta cùng nhau bước qua phần 3 nhỏ về phản thái độ và hành động sai trái của các tướng sĩ, chỉ ra những việc nên làm. Ở đây các em cần lưu ý, sau khi bày tỏ được lòng mình, Trần Quốc Tuấn không hề phê phán ngay các tướng sĩ mà kể lại cách cư xử của ông đối với họ. Từ đó cho thấy cách đối xử của Trần Quốc Tuấn so với các vị chủ tướng khác không hề thua kém, gợi lên một mối ân tình giữa vị chủ tướng và các tướng sĩ, mối ân tình dựa trên hai quan hệ chủ tướng và quan hệ cùng cảnh ngộ, quan hệ chủ tướng để khích lệ tinh thần trung quân ái quốc, còn quan hệ cùng cảnh ngộ để khích lệ lòng ân nghĩa thủy chung của những con người cùng hoàn cảnh. Lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. Nêu mối ân tình giữa mình và tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn đã khích lệ ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người đối với đạo vua tôi cũng như với tình cốt nhục. Thế mới thấy cái tài dụng binh đòn tâm lý của Trần Quốc Tuấn. Tiếp theo, tác giả phê phán những thái độ hành động sai trái của tướng sĩ, đó là thái độ không biết nhục, không biết lo cho chủ tướng và triều đình. Nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn. Ham những thứ vui tầm thường, vui chọi gà, ham săn bắn, thích rượu ngon, mê tiếng hát. Để rồi hậu quả là nước mất, nhà tan, tiếng xấu còn muôn đời. Từ đó, tác giả đã khuyên răn tướng sĩ của mình cần phải tích cực luyện tập, nâng cao tinh thần tự giác, trau dồi binh thư để giữ vững đất nước, tiếng thơm lưu truyền. Đặt trong thế đối lập, chỉ ra hai con đường sống và chết. Lý lẽ sắc sảo kết hợp với tình cảm thấm thiết, tác giả đã thuyết phục được người đọc, người nghe. Và rồi Trần Quốc Tuấn kết thúc bằng một câu hỏi tu từ. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ, phỏng có được không? Câu hỏi ấy đã phần nào giúp cho lời phân tích càng trở nên mạnh mẽ và giàu tính thuyết phục hơn. Tóm lại, bằng nghệ thuật lập luận so sánh, tương phản, kết hợp với nhiều điệp ngữ, phép liệt kê, tác giả đã phê phán nghiêm khắc lối sống cầu an, hưởng lạc, thờ ơ, vô trách nhiệm, đồng thời nêu cao tinh thần tự giác, tích cực rèn luyện ý chí sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì đất nước. Bốn nhỏ kêu gọi học tập binh thư yếu lược. Ở cuối bài, tác giả đã tập trung vào vấn đề đánh giặc cứu nước nhằm khích lệ tướng sĩ của mình học tập cuốn binh thư yếu lược do chính ông là người soạn thảo ra để đoàn kết chống lại giặc ngoại xâm trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ hai. Một lần nữa, ở đây tác giả đã vạch rõ ra ranh giới giữa chính và tà, giữa thần chủ và nghịch thù, giữa hai con đường sống và chết. Thái độ một cách dứt khoát, cương quyết rõ ràng đối với tướng sĩ, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Kêu gọi học tập binh thư yếu lược bằng giọng văn vừa thiết tha, chân thành nhưng cũng đầy nghiêm khắc và dứt khoát, Trần Quốc Tuấn đã động viên được ý chí và quyết tâm chiến đấu của quân và dân nhà Trần. Có lẽ chính vì vậy mà quân và dân nhà Trần đã liên tiếp chiến thắng các cuộc xâm lăng của giặc Ngọc Mông Nguyên trong thế kỷ thứ 18. Cuối bài hịch, tác giả viết: "Ta viết ra bài hịch này để các ngươi biết bụng ta." Có lẽ các tướng sĩ thời Trần sẽ biết bụng chủ tướng của mình, Trần Quốc Tuấn, là một người coi trọng danh sự và bổn phận với đất nước, khinh ghét thói cầu an hưởng lạc, là một người căm thù giặc, quyết chiến, quyết thắng với kẻ thù, và là một người thiết tha với vận mệnh của nước nhà. Có lẽ chính vì vậy mà bài hịch tướng sĩ cùng với tên tuổi của hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn vẫn còn vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc ta. Cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu, phân tích bài hịch tướng sĩ ở phần 2 đọc tìm hiểu văn bản. Tiếp theo, cô mời các bạn đến với phần 3 La Mã, tổng kết. Về mặt nghệ thuật, các bạn lưu ý giúp cô, đây là một áng văn chính luận.
có sự kết hợp lập luận chặt chẽ, sắc bén, lời văn thống thiết, có sức lôi cuốn mạnh. Về mặt nội dung, đã phản ánh được tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thể hiện qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược. Trước khi kết thúc bài giảng của mình, cô có một số dặn dò dành cho các bạn. Thứ nhất, các bạn cần phải đọc kỹ lại văn bản, nắm chắc các kiến thức mà nãy giờ cô và các bạn đã cùng nhau phân tích. Thứ hai, các bạn so sánh điểm giống và khác nhau của thể hịch và thể chiếu trên các phương diện, người dùng, mục đích viết và hình thức. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.